Hệ thống đầu tư Atarget xin kính chào tất cả quý nhà đầu tư. Hôm nay, hệ thống xin chia sẻ với quý nhà đầu tư về bản tin thị trường ngày 19 tháng 7 năm 2018. Về nội dung bản tin thị trường, đó là hiện tại thì như chúng ta đã biết rằng sự trở lại của dòng tiền trong phiên ngày hôm qua và như hệ thống cũng đã chia sẻ, đó là có phiên bùng nổ theo đà ở trong thời điểm hiện tại và trong thời điểm này là giai đoạn mà chúng ta cần phải nâng cao cái mức độ quan sát cũng như là tập trung trở lại để chúng ta quan sát chặt chẽ thị trường và đưa ra những cái kế hoạch khi mà thị trường có những cái dấu hiệu dòng tiền cũng như là có những cơ hội xuất hiện. Và trong bản tin ngày hôm nay thì hệ thống xin chia sẻ với quý anh chị về hai phần. Phần đầu tiên đó là thị trường chung hiện tại và phần thứ hai đó là trạng thái của các dòng cổ phiếu chính. Còn do bản tin này được làm upline thế nên là các anh chị có thắc mắc thì các anh chị hãy comment ở bên dưới video. Hệ thống sẽ giải đáp thắc mắc của các anh chị. Và các anh chị nhớ like video, đăng ký kênh BitTuất TV và share video để ủng hộ hệ thống đầu tư Atarget. Em xin cảm ơn. Với chủ đề trong ngày hôm nay thì đó là tập trung quan sát. Chúng ta đã biết rằng dòng tiền đã quay trở lại khá là tích cực ở trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Và trong phiên giao dịch chúng ta thấy rằng đó là gì ạ? Dòng tiền đã trở lại khá tích cực ở phiên ngày 18 tháng 7 và phiên ngày 19 tháng 7 là sự tích cực của dòng tiền cũng đã khá là tích cực khi mà khối lượng giao dịch cũng như là giá trị giao dịch tăng so với những cái phiên trung bình trước đó. Trong phiên giao dịch ngày 19 tháng 7 thì chúng ta thấy như thế nào ạ? Đó là phiên giao dịch ngày hôm qua, khối lượng giao dịch thì vẫn ở mức độ mức cao và cái thứ hai nữa là về mức độ giá thì có dấu hiệu chứng lại. Như chúng ta nhìn thấy về bảng giá thì chúng ta thấy rằng là trong phiên ngày hôm qua đó là gì ạ? Cái sự tích cực cũng như là giá tăng ở trong phiên. Tuy nhiên là cuối phiên lại đóng cửa ở mức gần như là thấp nhất trong phiên nhé. Còn đối với sàn HNX thì phiên hôm qua là một phiên điều chỉnh nhẹ. Thì chúng ta thấy rằng là cho thấy là trong ngắn hạn do vừa qua là thị trường cũng đã liên tục tăng ở trong thời gian ngắn hạn. Thế nên là hiện tại là đã chịu những cái áp lực bán chốt lời của rất nhiều các cổ phiếu và đặc biệt là các cổ phiếu của dòng ngân hàng. Thế nên là chúng ta thấy rằng không có sự tăng điểm mạnh mẽ ở trong phiên ngày hôm qua. Và với cái trạng thái như thế này thì hiện tại là thị trường chung đang diễn biến như thế nào? Thì đặc điểm là chúng ta nhìn thấy đó là cái sự tích cực của dòng tiền. Các anh chị lưu ý, đây là điều kiện kiên quyết để chúng ta có thể xác nhận một cái xu hướng sóng mới cũng như là để chúng ta có thể tham gia đầu tư được. Đó là cái sự trở lại của dòng tiền. Tuy nhiên nếu mà cái sự trở lại của dòng tiền này có sự bền vững, nghĩa là duy trì khoảng độ 1 đến 2 tuần ở trong những giai đoạn tới và giai đoạn đầu sóng thì cái trạng thái của thị trường sẽ rất là tích cực và chúng ta cần có nhìn thấy cái sự trở lại của dòng tiền như thế này thì đó là một trong những cái trạng thái khá là tích cực của thị trường. Còn về trong ngắn hạn thì vừa qua là chỉ số cũng đã vượt qua cái đường MA20. Thì khi mà vượt qua đường MA20 này thì khả năng là chỉ số cũng có thể sẽ test lại và tích lũy lại vùng này trước khi mà duy trì một xu hướng mới. Và như hôm qua hệ thống đã chia sẻ, đó là đã xuất hiện phiên bùng nổ theo đà, đạt các tiêu chuẩn về giá cũng như là về khối lượng, nhưng lại không khuyến nghị các anh chị mở điểm mua. Thì vấn đề là chúng ta sẽ tập trung quan sát ở trong thời gian tới. Giả sử cái nhịp này là chúng ta sẽ xây dựng kế hoạch như sau. Đó là nếu giả sử là thị trường chung biến động tích lũy đi ngang, điều chỉnh với khối lượng ở mức thấp và sau đó là những phiên tăng điểm, dòng tiền luôn liên tục gia tăng. Còn những cái phiên giảm điểm mà dòng tiền giảm điểm như là khối lượng giao dịch thấp và giá trị giao dịch thấp thì đó là những cái trạng thái test và tích lũy thị trường khá là ổn. Thì khi mà xuất hiện những cái dòng tiền lớn tiếp tục quay trở lại thị trường cũng như là tham gia đối với các cổ phiếu đó, các cổ phiếu ở trên thị trường thì đó là những cái thời điểm để chúng ta giải ngân ở trên thị trường nhé. Còn giai đoạn này thì hôm qua đó là một cái phiên đó là bùng nổ theo đà, như cũng đã chia sẻ với các anh chị đó là việc bùng nổ theo đà cũng sẽ có những cái xác suất thất bại
Vậy làm thế nào để cái việc bùng nổ theo đà này xác suất thành công cao ở trong thời gian tới, cũng như là thị trường sẽ xác nhận là vùng 900 sẽ là vùng đáy và thị trường sẽ xác nhận đi lên, bằng cách là chúng ta sẽ quan sát chặt chẽ cái nhịp tích lũy này, điều chỉnh của các cổ phiếu cũng như là của thị trường chung ở trong giai đoạn này. Nếu mà ở giai đoạn trước thì chúng ta thấy rằng là cũng có những cái sự cải thiện nhất định về dòng tiền và khối lượng thì cũng đã gia tăng rất là mạnh, nhưng sau đó là những cái nhịp tích lũy này, cái áp lực bán ra, chúng ta thấy rằng đây là những cái áp lực bán ra cũng khá là mạnh ở trong cái nhịp tích lũy, thế nên làm cho những cái nhịp tích lũy này, đó là những cái nhịp tích lũy bị thất bại. Còn trong vùng này thì chúng ta sẽ quan sát cái nhịp tích lũy. Nếu dòng tiền, giả sử có những cái kế hoạch như sau, nếu dòng tiền lớn tiếp tục được đẩy vào thị trường, tiếp tục được đẩy vào thị trường và khối lượng thanh khoản tiếp tục gia tăng thì đó là những cái trạng thái khá là tích cực của thị trường, lưu ý với các anh chị. Còn nếu cái kịch bản mà điều chỉnh tích lũy lại mà khối lượng là ở của những cái phiên điều chỉnh mà ở mức thấp thì đó cũng là những cái kịch bản tích lũy khá là tích cực. Và vấn đề là chúng ta thấy rằng nếu sự gia tăng và cải thiện ở dòng tiền ở trong tuần tới hoặc là trong thời gian tới mà tiếp tục được cải thiện và duy trì cái giá trị giao dịch cũng như khối lượng gia tăng thì đó là gì ạ? Đã xác nhận là thị trường vào một chu kỳ sóng mới. Và khi vào chu kỳ sóng mới thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ có rất nhiều các cơ hội để giải ngân. Thế nên là trong thời điểm hiện tại là chúng ta quan sát chặt chẽ diễn biến của dòng tiền cũng như diễn biến từng phiên để chúng ta không bị bất ngờ, và chúng ta luôn chủ động với thị trường và đưa ra những cái kế hoạch hành động. Còn kịch bản tích cực nhất đó là thị trường chung test lại quanh đường MA50 với khối lượng thấp và sau đó dòng tiền tiếp tục được, đó là gì ạ? Và sau đó dòng tiền tiếp tục được duy trì và gia tăng thì tại những cái thời điểm ở những cái điểm mua thứ hai và những cái điểm mua sau thì đó là những cái điểm mua xác suất thành công cực kỳ cao, lưu ý với các anh chị là như vậy. Còn ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng là cái áp lực sau một cái quá trình mà tăng khá mạnh ở trong thời gian vừa qua và sự hồi phục khá mạnh, và hiện tại là dòng ngân hàng vẫn mang cái trạng thái dẫn dắt của thị trường chính ở trong thời điểm hiện tại, thì cái áp lực đã chốt lời đối với các cổ phiếu dòng ngân hàng ngày hôm qua đã thể hiện rất rõ vào cuối phiên. Thì chúng ta thấy rằng một số các cổ phiếu như là Vietcombank thì cũng đã xảy ra những cái áp lực chốt lời ở trong phiên ngày hôm qua này. Các cổ phiếu như là BID này, CTG này, ACB rõ hơn. Chúng ta thấy rằng ACB cũng là rõ nhất khi mà thể hiện cái áp lực chốt lời khá là mạnh trong phiên ngày hôm qua và khối lượng là cũng gia tăng so với mức trung bình. Thì nhìn chung là các cổ phiếu dòng ngân hàng ngày hôm qua đều có sự điều chỉnh, và điều chỉnh này thì chúng ta cần phải quan sát thêm là xem cái dòng ngân hàng có tiếp tục duy trì cái trạng thái dẫn dắt của thị trường ở trong thời gian tới hay không, và nhịp điều chỉnh này là điều chỉnh tích cực để duy trì một xu hướng đi lên tiếp hay lại điều chỉnh thất bại. Điều quan trọng, xin nhắc lại với tất cả các anh chị, điều quan trọng mà hệ thống đầu tư Atarget cũng như là cũng chia sẻ với các anh chị đó là chúng ta cần phải chú ý cái sự quay trở lại của dòng tiền. Đó là quay trở lại của dòng tiền với dòng tiền và thanh khoản tiếp tục gia tăng và cũng như là thị trường chỉ số tiếp tục được đẩy lên thì đó là những cái trạng thái rất là tích cực. Và điều bây giờ là chúng ta cần phải quan sát chặt chẽ, đưa ra các kịch bản của thị trường. Giả sử là những cái kịch bản điều chỉnh tích lũy với những cái trạng thái tích cực thì chúng ta sẽ chủ động như thế nào? Giả sử dòng tiền tiếp tục được bơm vào thị trường thì sẽ diễn biến ra sao? Nhưng với cái áp lực trong thời điểm hiện tại sau nhiều cái phiên hồi phục khá là mạnh thì chúng ta thấy rằng là hoặc là các cổ phiếu dòng dẫn dắt hiện tại cũng đang chạm những cái ngưỡng kháng cự nhất định. Thế nên là cái kịch bản đó là thị trường điều chỉnh tích lũy lại ở trong thời điểm này thì sẽ là khá cao. Nhưng vấn đề là hệ thống sẽ luôn cập nhật với tất cả các anh chị trong bản tin để chúng ta không bị lỡ các cơ hội trên thị trường cũng như là chúng ta tham gia vào những điểm mà cái xác suất thành công sẽ là cao nhất. Dòng ngân hàng thì ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng cái sự điều chỉnh thì chúng ta sẽ quan sát cái nhịp điều chỉnh hoặc là biến động tích lũy ở quanh đường MA20 thì như thế nào. Nếu mà dòng tiền tiếp tục gia tăng thì chúng ta sẽ hành động ra sao. Còn đối với các cổ phiếu dòng chứng khoán thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm qua thì đối với SSI cũng là điều chỉnh nhẹ và vừa qua thì cũng đã vượt khỏi đường MA20 và chúng ta sẽ quan sát những cái nhịp tích lũy ở vùng này. HCM thì ngày hôm qua có trạng thái khác khi mà đó là gì ạ? Dòng tiền ngày hôm qua cũng tiếp tục thu hút đối với cổ phiếu HCM làm cho cổ phiếu cũng tiếp tục tăng điểm và chạm những cái đường đó là gì ạ? Đường MA20, và chúng ta cũng cần phải quan sát thêm đối với các cổ phiếu này.
VND có dấu hiệu đó là gì ạ? Dấu hiệu chững lại sau hai phiên tăng khá là mạnh ở trong thời gian vừa qua. Một số các cổ phiếu đó là SHS cũng là điều chỉnh nhẹ. Thì nhìn chung là chúng ta thấy rằng là cái mức độ điều chỉnh của các cổ phiếu dòng ngân hàng thì cũng đã lan tỏa sang đối với các cổ phiếu của dòng chứng khoán. Tuy nhiên ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng là cái sự tích cực của nhiều các cổ phiếu blue chip đã làm tác động đến điểm số của thị trường chung, cũng như là làm giảm cái sự tác động giảm điểm của dòng ngân hàng. Thì ngày hôm qua thì rất nhiều các cổ phiếu blue chip là chúng ta thấy rằng nó cũng đã tăng điểm khá là tích cực. Đầu tiên có VGC. VGC thì chúng ta thấy rằng đây là cái sự tích cực quay trở lại của dòng tiền nhé, quay trở lại dòng tiền ở trong phiên ngày hôm qua. Tuy nhiên là đối với các cổ phiếu này ngày hôm qua cũng khá là tích cực, nhưng bản thân em đánh giá là chúng ta vẫn tiếp tục quan sát thêm. Còn mở điểm mua ở trong thời điểm hiện tại là bản thân hệ thống vẫn chưa khuyến nghị các anh chị mở điểm mua ngay, mà chúng ta sẽ quan sát thêm những cái nhịp thu hút dòng tiền ở trong thời gian tới, cũng như là nhịp tích lũy của các cổ phiếu này để chúng ta có thể đưa ra được những cái quyết định một cách tốt nhất. Mansa này, chúng ta thấy là sự khá là tích cực trong phiên ngày hôm qua. GAC ngày hôm qua cũng khá là tích cực khi mà tăng điểm. Nhìn chung là các cổ phiếu blue chip ở trong thời gian vừa qua là có những cái nhịp tích lũy, có những cái nhịp tích lũy đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng có những cái nhịp tích lũy khi mà thị trường hồi phục, và hiện tại thì các dòng ngân hàng đang có dấu hiệu chững lại và có những cái dấu hiệu điều chỉnh, thì các cổ phiếu blue chip đang nâng đỡ thị trường. Thì đó là cái sự luân phiên nâng đỡ thị trường cũng khá là tốt ở trong thời điểm hiện tại. Đó là một trong những trạng thái tốt của thị trường. Khi mà ngày hôm qua em cũng đã chia sẻ với các anh chị đó là cái sự lan tỏa của dòng tiền. Dòng tiền ngày hôm qua lan tỏa đến khá nhiều các cổ phiếu, và sự thu hút dòng tiền khá nhiều các cổ phiếu. Nhưng bản thân hệ thống đánh giá là để an toàn nhất và chắc chắn nhất, và để thị trường chung xác nhận chính thức một xu hướng uptrend đi lên, thì chúng ta cần phải quan sát thêm đó là gì ạ? 1 đến 2 tuần về cái nhịp điều chỉnh và nhịp tích lũy ở dòng này, ở thời điểm hiện tại, cũng như ở dòng tiền, cái mức độ tham gia đều đặn của dòng tiền. Các cổ phiếu blue chip hiện tại thì chúng ta thấy rằng vừa qua có nền cũng đã hồi phục trở lại ở trong phiên ngày hôm qua là khá là tích cực, nhưng chúng ta vẫn nên quan sát thêm một thời gian nữa. Còn nếu mà mở điểm mua thì chúng ta sẽ quan sát thêm cái sự cải thiện của dòng tiền cũng như là cái mức độ tích lũy của thị trường chung. Đối với các cổ phiếu ngành thép thì chúng ta thấy rằng là HSG tiếp tục là có một cái phiên đó là gì ạ? Phiên dư mua trần thêm một cái phiên nữa. Như chúng ta thấy rằng đó là gì ạ? Ở những cái vùng trước đó thì HSG cũng đã dư mua trần 3 phiên liên tiếp đúng không ạ? Thì giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng hai phiên liên tiếp đã dư mua trần rồi, và vấn đề là quan sát là chúng ta thấy rằng những cái ngưỡng kháng cự ở phía trước sẽ rất là mạnh nhỉ, và chúng ta sẽ quan sát cái sự trở lại của các cổ phiếu này mạnh mẽ ra sao. HPG có dấu hiệu điều chỉnh ở trong ngắn hạn này. Nam Kim thì chúng ta thấy yếu hơn, là cũng đã có thấy cái dấu hiệu điều chỉnh, và khối lượng thì áp lực bán thì cũng gia tăng, và chúng ta sẽ quan sát cái nhịp điều chỉnh và tích lũy của các cổ phiếu ngành thép tại vùng này như thế nào, và sau đó là chúng ta chú ý sau. Đối với các cổ phiếu dòng dầu khí chẳng hạn như là PVS ngày hôm qua khá là tích cực, thì ngày hôm nay cũng là điều chỉnh với khối lượng thấp này. PVD là cũng lại điều chỉnh ngay, và đó là lý do mà chúng ta phải quan sát kỹ những cái nhịp đầu tiên này. Giả sử đây là những cái phiên mà thu hút dòng tiền này, nếu mà cái nhịp điều chỉnh này tích cực, khối lượng ở mức thấp và tiếp tục tích lũy đi ngang, và sau đó là gì ạ? Sau đó tiếp tục là lại xuất hiện những cái phiên dòng tiền lớn tham gia, và đặc biệt là lớn hơn so với những cái phiên đầu tiên giá tăng mạnh, thì tại những cái thời điểm sau đó, đây là những cái thời điểm khuyến nghị các anh chị mở điểm mua với xác suất thành công cực kỳ cao nhé. Cái thời điểm này thì có thể sẽ xuất hiện những cái phiên bùng nổ, nhưng mà xác suất thất bại cũng có thể ra nếu mà ở trong nhịp đầu nhé. Cũng chia sẻ với anh chị là nếu mà bùng nổ như vậy, cái xác suất thất bại vẫn có thể xảy ra, nhưng an toàn nhất là tích lũy đi ngang này, sau đó lại bùng nổ tiếp, thì đó là cái xác suất thành công của chúng ta sẽ rất là cao. Và đặc biệt là trong giai đoạn mà thị trường chung xác nhận uptrend, thì những cái điểm tiếp theo như thế này thì cái xác suất thành công rơi vào tầm 90% trở lên. Lưu ý với các anh chị là như vậy. Còn thời điểm hiện tại là chúng ta vẫn tập trung quan sát và chúng ta xây dựng những cái kế hoạch, và cũng như là chúng ta xây dựng dần những cái danh mục đầu tư của chúng ta, và xây dựng danh mục để chúng ta quan sát chặt chẽ ở trong thời điểm hiện tại. Các cổ phiếu như là PVC và PGS vẫn chưa thực sự là thu hút dòng tiền mạnh ở trong thời điểm hiện tại.
Chúng ta đến với một số các cổ phiếu dòng bất động sản thì cổ phiếu VIX hiện tại thì chúng ta thấy rằng vẫn biến động tích lũy đi ngang đúng không ạ? Chưa có sự cải thiện về giá trong suốt những thời gian vừa qua, và chúng ta vẫn quan sát cổ phiếu đất xanh. Đất xanh thì chúng ta thấy rằng là vừa qua đây là một cái nhịp hồi phục khá mạnh của cổ phiếu đất xanh và đã hồi phục chạm những cái đường MA20. Chúng ta cũng sẽ quan sát thêm cái sự test và tích lũy của các cổ phiếu tại những cái đường này và sự cải thiện của dòng tiền ra sao, thì lúc đó là gì ạ, chúng ta sẽ có những kế hoạch riêng. Đất xanh còn hiện tại đa số là đã chạm những ngưỡng kháng cự rồi ạ. SCR vừa qua cũng bứt phá khỏi đường MA20 và vừa qua thì cũng có những sự tích cực ở trong những phiên vừa qua, và hiện tại đang có những cái chịu những cái áp lực chốt lời trong ngắn hạn, và chúng ta quan trọng là chúng ta sẽ quan sát cái nhịp tích lũy ở vùng này. Ở trong giai đoạn trước đây là những cái nhịp hồi phục thì chúng ta thấy rằng đó là sự khá là tích cực của cổ phiếu SCR cũng như là sự tăng khá mạnh, nhưng sau đó là gì ạ, cái nhịp đó là gì ạ, nhịp điều chỉnh tích lũy này bị thất bại khi mà cái khối lượng bán tiếp tục gia tăng, thì như vậy nhịp này là bị thất bại. Còn nhịp điều chỉnh và tích lũy này lại có những cái trường hợp đó là gì ạ, xuất hiện những cái phiên tăng điểm tiếp này và khối lượng gia tăng mạnh mẽ, nghĩa là khối lượng gia tăng mạnh mẽ và những cái phiên tăng điểm tiếp, thì tại những cái phiên thứ hai này, đây là những cái điểm mua rất chuẩn của chúng ta, lưu ý với các anh chị, và cái xác suất thành công lên đến 80-90% tại những cái điểm thứ hai này. Còn điểm đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát cái nhịp hồi phục hay là nhịp gọi là cổ phiếu bắt đầu thoát khỏi những cái vùng đáy ở trong ngắn hạn. Còn những cái giai đoạn tiếp theo tích lũy đi ngang mà dòng tiền tiếp tục gia tăng thì đó là những cái thời điểm vàng để chúng ta có thể tham gia thị trường. VCG thì chúng ta thấy rằng là VCG ngày hôm qua thì khớp lệnh ở trong phiên đó là giá trung bình ở quanh mức tham chiếu, thì hiện tại cuối phiên lại đẩy lên khá là mạnh ATC đúng không ạ? Cuối phiên đẩy lên khá mạnh thì chúng ta cũng quan sát đối với cổ phiếu này, thì cổ phiếu này cũng đã bứt phá qua cái đường MA20. Điều quan trọng nhất là đây là cái nhịp mà dòng tiền đã quay trở lại đối với cổ phiếu này, nhưng chúng ta sẽ quan sát thêm những cái nhịp tích lũy. Nếu mà tích lũy hoặc điều chỉnh ở quanh vùng này mà tiếp sau đó lại có dòng tiền tiếp tục tham gia thì đó là những cái thời điểm vàng để chúng ta có thể đầu tư nhé, và để chúng ta có thể tham gia. Cái thời điểm đó, giả sử nếu mà những cái nhịp tích lũy đó thành công thì chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm 1 đến 2 tuần nữa, chia sẻ với các anh chị. Và điều quan trọng đó là chúng ta vẫn sẽ phải chờ đợi những cái tín hiệu dòng tiền từ thị trường cũng như là tín hiệu dòng tiền từ các cổ phiếu để chúng ta có thể tham gia. Và mấu chốt của chúng ta là đi theo dấu hiệu dòng tiền, chia sẻ với các anh chị là như vậy nhé, đi theo dấu hiệu dòng tiền. Vâng, chúng ta nhìn thấy là sự khá là tích cực. Còn đối với các cổ phiếu đầu cơ như chẳng hạn như là HAG này, thì chúng ta thấy rằng là thanh khoản bắt đầu gia tăng, cái áp lực bán cũng đã xuất hiện trong phiên ngày hôm qua. HNG tại những phiên này thì hệ thống đánh giá là đối với các cổ phiếu này, mức độ nghĩa là cổ phiếu đã quanh có thể là sẽ chạy thêm 1 đến 2 phiên nữa, nhưng mà cái vùng đỉnh đang dần dần quanh ở đâu đây đó, thế nên là các anh chị có tham gia thì các anh chị cũng lưu ý. Đối với cổ phiếu chẳng hạn như ngày hôm qua, tâm điểm chú ý đó là cổ phiếu GTN tăng ở trong phiên khá là mạnh, nhưng cuối phiên ATC bị bán ra khá là mạnh đối với cổ phiếu này, làm cho cổ phiếu dư bán sàn ở trong phiên ngày hôm qua. Thì đây ạ, chia sẻ với các anh chị, thực sự những cái cổ phiếu đầu cơ ở trong thời điểm vừa qua thì rất nhiều các cổ phiếu cũng đã có sự tích cực. Tuy nhiên là cái mức độ các cổ phiếu đầu cơ như thế này thì chúng ta rất khó nắm bắt vì cái lượng cung cầu không thuận theo những cái điều tự nhiên. Thế nên là các anh chị lưu ý là để an toàn nhất thì các cổ phiếu đầu cơ thì chúng ta cũng hạn chế tham gia ở trong danh mục. Vâng, em xin tổng kết lại với thị trường như sau. Đó là thị trường trong phiên ngày hôm qua vẫn tiếp tục là có sự gia tăng về thanh khoản cũng như là giá trị giao dịch trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Tuy nhiên là do đã có rất nhiều những cái phiên tăng điểm trước đó, thế nên là cái áp lực bán ngắn hạn đang xuất hiện và đã xuất hiện. Thì chúng ta điều quan trọng đó là chúng ta sẽ tập trung quan sát cái nhịp tích lũy của thị trường ở trong thời gian tới diễn biến ra sao và nhịp điều chỉnh của thị trường ra sao, cũng như là chúng ta quan sát chặt chẽ cái sự quay trở lại của dòng tiền để chúng ta đưa ra những cái kế hoạch đầu tư một cách tốt nhất. Và bản thân em lưu ý là các anh chị sẽ quan trọng nhất đó là chúng ta cần chú ý cái sự vận động của dòng tiền để chúng ta đưa ra những cái quyết định một cách linh hoạt nhất. Trong bất cứ một cái xu hướng nào cũng vậy, cần có sự tham gia của dòng tiền thì mới xác nhận một cái xu hướng mới. Còn cái nhịp điều chỉnh này, nhịp này tích lũy điều chỉnh đi ngang với mức độ khối lượng thấp và tích cực và dòng tiền lớn tiếp tục quay trở lại
và đẩy thị trường đi lên. Thì tại những cái phiên mà dòng tiền lớn tiếp tục quay trở lại như vậy, đó là những cái thời điểm giải ngân vàng của chúng ta ở trong những cái thời gian tới. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý nhà đầu tư và quý anh chị. Và các anh chị lưu ý là những anh chị nào hợp tác với hệ thống trong thời gian tới thì các anh chị đăng ký ở những cái đường link bên dưới, thì hệ thống sẽ hỗ trợ cũng như là tư vấn cho các anh chị một cách tốt nhất để chúng ta đưa ra những cái quyết định đầu tư tốt nhất ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi bản tin thị trường ngày 19 tháng 7 năm 2018 của hệ thống đầu tư Atarget. Xin chúc cho tất cả các anh chị đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt nhất. Xin cảm ơn.